Gigabyte G5KE phiên bản 2022. Nhìn thì Gigabyte đấy nhưng mà thực chất lại rất là nicho anh em ạ. Lý do vì sao mình lại nói như thế á? Vậy thì đến ngay với clip review chiếc Gigabyte G5KE phiên bản 2022 để xem chiếc máy này sẽ có gì hấp dẫn anh em nhé. Bắt đầu thôi. Hôm nay thì mình sẽ mang đây cho anh em hai phiên bản cấu hình. Một phiên bản sẽ là RTX 3060 i5 Gen 12 và một phiên bản sẽ là RTX 3060 Ti i5 Gen 12. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng unbox cái phiên bản 3060 Ti này ra, xem trong hộp chúng ta có gì. Đầu tiên nói về cách đóng hộp của Gigabyte thì trước nay vẫn rất là cẩn thận anh em ạ. Chúng ta sẽ có một lớp hộp nữa ở phía bên trong này. Đó. Trong này chúng ta sẽ có phụ kiện để nâng SSD này và một con ốc nữa, cũng như là sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cục sạc, dây nguồn. Cục sạc này khá là bé anh em nhé. Cục sạc này sẽ có công suất đâu đó là 150W. Còn phiên bản 3060 thì cục sạc sẽ to hơn. Rất cẩn thận này. Bên trên màn hình sẽ bọc trong ta một lớp ni lông nữa. Đó. Và tiếp theo sẽ là một cái tấm lót màn hình. Một tấm xốp lót màn hình. Thêm là một cái miếng vải lụa cũng để lót màn hình với bàn phím. Quá cẩn thận. Rất là ít hãng bây giờ đây cho chúng ta một chiếc máy đóng gói cẩn thận như thế đúng không nào anh em. Quay trở lại đây sẽ là nhân vật chính chúng ta, chiếc Gigabyte G5KE phiên bản 2022. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi qua một chút về thiết kế ngoại hình và nói trước đã, năm nay chúng ta sẽ có một cái sự cải tiến lớn về thiết kế ngoại hình của những chiếc Gigabyte G5. Khi mà họ cải tiến cho chúng ta về cái thiết kế bên ngoài có những cái đường nét, những cái sự nhấn nhá nó đẹp mắt hơn, nó nổi bật hơn so với cả phiên bản 2021 là khá nhiều. Nếu mà so với phiên bản năm ngoái thì họ sử dụng một cái thiết kế khá là cũ, khá là cổ điển đúng không nào, thì sang phiên bản năm nay cũng bớt đi phần nào và sẽ cho chúng ta một chiếc máy trông có một vẻ gì đó hiện đại hơn, nó gọn gàng hơn và cũng như nó nhẹ nhàng hơn. Với chiếc máy thì trọng lượng của nó sẽ chỉ có đâu đó hơn 1,9kg một xíu, cho nên là một chiếc laptop gaming như bây giờ đây trọng lượng không vượt quá 2 cân, chúng ta sẽ tự tin hơn khi mang đi ra ngoài đi học hay là đi lớp đúng không nào anh em. Đó là cái điểm đầu tiên về thiết kế cải tiến. Ở mặt lưng chúng ta sẽ có một cái lớp nhựa và cái lớp này thì nó vẫn không nằm ngoài khả năng bám dấu vân tay của chúng ta. Góc bên phải phía dưới sẽ là những cái họa tiết. Ở đây sẽ có là gaming series của nhà Gigabyte anh em nhé. Và những cái lớp sơn nhựa ở bên cạnh này. Tiếp theo bên này vẫn là dòng chữ Gigabyte nhỏ nhắn hơn và cũng như là tinh tế hơn. Chúng ta sẽ nhìn quanh cái điểm nổi bật trên cái máy này sẽ là về cái khe thoát gió tản nhiệt. Khi mà trên phiên bản năm nay họ sẽ không bít đi một khe thoát gió nào cả mà cho chúng ta đầy đủ 4 khe thoát gió thổi đều ra 4 hướng xung quanh máy luôn anh em nhé. À, 3 hướng xung quanh máy, hai bên cũng như là cạnh sau của máy. Thì với cái khe này họ làm cho chúng ta kích thước lớn hơn cũng như là một cái mặt đáy nó thông thoáng hơn. Thì phải nói thật là năm nay đó là lý do vì sao mình nói Gigabyte nhưng mà lại rất nicho là ở đấy. Họ trong ta quạt tản nhiệt kích thước rất lớn ở phần mặt đáy cũng như là những cái đường ống heat pipe chạy chằng chịt phía bên trong này rất lớn để trong ta một chiếc máy hệ thống tản nhiệt rất thực sự là tối ưu cho cái việc chúng ta sử dụng vào những tác vụ nặng, hoạt động ở cái chế độ ultra performance nó được tối ưu hơn, nó mát mẻ hơn là rất nhiều trên chiếc máy này. Thì lát chúng ta cùng đi qua nói về cái điểm đó. Tiếp theo là về những cái cổng kết nối thì họ cũng bổ sung thêm cho chúng ta những cái cổng nguồn mini display port rồi là HDMI rồi là USB Type-C đẩy lên phía sau này. Đấy. Cho chúng ta có thể dễ dàng kết nối hơn, DJ gọn gàng hơn ra màn hình đúng không nào. Tiếp theo nữa là nó sẽ có trong ta những cái chuẩn mình rất thích ở trên chiếc máy như là mạng LAN RJ45, USB Type-C Thunderbolt 4, rồi là khe cắm thẻ microSD. Chuẩn này thì mình không thích lắm, mình thích cái khe cắm thẻ SD hơn. Bên cạnh trái của máy chúng ta sẽ có thêm là hai cổng USB Type-A, trong đó thì có một cổng 3.2 và một cổng 2.0 anh em nhé. Tiếp theo là hai jack audio 3.5. Thì một jack sẽ là micro và một jack là tai nghe riêng biệt chứ không phải là jack combo. Đấy, cho chúng ta một cái chất lượng nó tốt hơn. Cuối cùng sẽ là một khe khóa capacitor ở đây. Đấy thì anh em có thể nhìn ngang chiếc máy này bây giờ đây thiết kế nó mỏng manh hơn là khá nhiều. Tuy nhiên nó vẫn đảm bảo cho chúng ta cái độ cứng chắc trên chiếc máy này. Thậm chí là mình có cảm giác khi mà cầm lên cái chiếc máy này nó cho chúng ta một cái sự liền mạch cũng như là cứng chắc hơn so với cả phiên bản 2021 là khá nhiều anh em nhé. Ngoài ra nữa thì họ cũng có một chút sự thay đổi, đó chính là pin thì sẽ được đặt liền vào trong thân máy chứ không phải là pin tháo rời như phiên bản năm trước nữa. Nói chung là một sự cải tiến mà nó rất đáng kể anh em ạ. Nói thật là Gigabyte là làm những cái phiên bản năm trước nó không thực sự tốt thì với phiên bản năm nay chỉ cần làm gọi là ngang bằng so với cả những hãng khác mà thôi là mình đã cảm thấy trời, họ làm những thứ đó là quá xứng đáng rồi. Đấy là cái tâm lý của người tiêu dùng sẽ là như thế anh em ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào phía bên trong. Bên trong này thì cũng có những sự cải tiến nho nhỏ ở đây. Khi mà cho chúng ta cái phần màn hình kích thước 15,6 inch vẫn là như thế. Tấm nền vẫn là IPS, tần số quét vẫn là 144Hz, phủ màu vẫn là như vậy. Không gì thay đổi cả. 45% NTSC và khoảng 62,5% sRGB cũng như là mức độ sáng 250 nits. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt ở đây sẽ đến từ cái phần thiết kế viền màn hình. Cho chúng ta cái phần viền cạnh thiết kế mỏng hơn, cảm giác mỏng hơn.
Bên trên thì vẫn sẽ hơi dày một chút nhưng mà nó cũng mỏng hơn phiên bản trước rồi, và cạnh dưới cũng vậy anh em nhé. Và sẽ có đủ trong ta cả webcam, micro thoại và micro chống ồn. Thì với cái em máy này, cái phần mặt màn hình thì họ thiết kế như thế là khá mỏng rồi. Tuy nhiên anh em có thể nhìn sang bên cạnh ngang, cái phần màn hình này này, cái phần độ dày màn hình này, họ vẫn cho chúng ta một chiếc máy mà cho mình cái cảm tưởng nó vẫn khá là cổ điển với cái độ dày màn hình là như thế này. Nó vuông vức và nó dày anh em ạ. Thì cái điểm này nó sẽ có một số những cái ưu và nhược điểm như sau. Thứ nhất là ưu điểm, nó giúp cho chúng ta cái phần màn hình nó bảo vệ được chắc chắn hơn, nó hạn chế những tác động không muốn có vào cái phần màn hình này, tránh gây hỏng hóc tới cái phần màn hình. Còn cái nhược điểm chắc chắn rồi, nó sẽ liên quan đến cái tính thẩm mỹ của chiếc máy, nó sẽ không được đẹp mắt, đúng là anh em. Đó là với cái phần bên trên màn hình, nói chung là không sự thay đổi nhiều về cái trang bị màn hình, tuy nhiên thì phần thiết kế viền màn hình sẽ được thay đổi một chút anh em nhé. Phía dưới phần mặt C thì ở dưới này chúng ta cũng không có một chút sự thay đổi gì về cái led lủng các thứ cả. Chúng ta vẫn sẽ được sử dụng led là đơn sắc và có thể tùy biến về các cái màu sắc khác nhau. Tuy nhiên nó sẽ không có hiệu ứng RGB như là trên những phiên bản gaming khác, mà nó sẽ chỉ dùng được một màu sắc mà thôi. Nhưng mà chúng ta có thể custom được nhiều màu anh em nhá. Và cái phần custom màu sắc của cái phần bàn phím thì nó vẫn kiểu, nó vẫn khá là cũ, nó vẫn khá là một chút gì đó nó ngốc nghếch anh em ạ. Ok, nó ngốc nghếch cho nó giảm nó tránh đi chút anh em nhá. Rồi, thì về cái phần phông chữ họ cũng gần như là không có sự thay đổi gì nhiều, gọi là chỉnh sửa đi một chút về phần phông chữ thôi, trông nó vẫn khá là trẻ con và nó khá là giá rẻ. Tuy nhiên thì hành trình phím mình cảm nhận là họ cho chúng ta cái phần hành trình phím sâu hơn, cũng như phần mặt C này nó chắc chắn hơn, hạn chế đi hiện tượng flex, cho nên cho chúng ta một cái trải nghiệm chơi game lúc này nó được đầm và hoạt bát, thoải mái hơn. Đó, với phần bàn phím, touchpad cũng vậy, touchpad cho chúng ta một cái kích thước nó lớn hơn, cũng như là có những họa tiết giống như kiểu gaming story ở phần mặt lưng vậy, nó có những họa tiết ở phía bên trong của touchpad này anh em nhá. Tuy nhiên thì cái cảm nhận trên phần touchpad này là nó vẫn khá rít, khá là ít hãng laptop gaming thời điểm hiện tại trong tầm giá này cho chúng ta được một cái phần touchpad tốt, mà mình thấy chiếc touchpad này nó khá là rít anh em ạ. Ok, đó là một số những cái điểm ở cái phần mặt C, touchpad, bàn phím. Còn về cái phần bản lề của chiếc laptop này thì cũng có một chút sự thay đổi cải tiến khi mà cho mình một cái phần bản lề cảm giác như là nó chắc chắn hơn. Mỗi khi mà mình đóng vào, mình mở ra bằng một tay nó được dễ dàng và trơn mượt như thế này. Đó, bản lề vẫn được đặt ở hai bên anh em nhá. Tuy nhiên thì với cái việc một chục bản lề đặt chạy bên trong như thế này, nó sẽ hạn chế đi cái hiện tượng gãy hay là kẹt bản lề. Thay vì là đặt hai chục ở hai bên thì chiếc máy này bây giờ họ cho một chục chạy dài, cho nên là hạn chế đi hiện tượng đó anh em nhá. Có một số những cái điểm nhỏ nữa cái phần bản lề này, như là những cái họa tiết màu cam trên cái nền đen nhỏ nhỏ ở bên cạnh này, họa tiết của gaming series ở bên cạnh như này, trông nó cũng có một vẻ gì đấy nó tinh tế, đúng không anh em? Họ chăm chút cho chúng ta từ những cái thứ nhỏ nhất. Nhà mình có một chút gọi là thiện cảm với chiếc laptop này về cái thiết kế bên ngoài. Nói chung là năm nay họ cho chúng ta một thiết kế nó mỏng và nó đẹp hơn là khá nhiều so với cả phiên bản trước. Tiếp theo về cái thông số cấu hình là một cái điểm mà mình thấy rằng là anh em chắc chắn sẽ quan tâm trên chiếc Gigabyte này. Thì phải nói thật là hiệu năng và cấu hình năm nay được cải thiện đáng kể luôn, đặc biệt là về cả nhiệt độ nữa. Chúng ta sẽ đi qua liệt kê một chút về cấu hình trước đã. Em nó sẽ được nâng lên phiên bản Intel Gen 12 năm nay, Under Lake dòng H45. Chúng ta sẽ có là i5-1250H. Cho chúng ta là 12 nhân và 16 luồng với base clock sẽ là 2.5GHz. Và chúng ta sẽ có RAM là 8GB DDR4. Chắc chắn sẽ nhiều anh em thắc mắc là tại sao không trang bị RAM 5 ở trên những cái chiếc laptop gaming của 2012 đi. Thì lý do lát nữa mình sẽ giải thích anh em nhé. Chúng ta sẽ có RAM 8GB mà thôi, DDR4 và được lắp sẵn một thanh rồi. Chúng ta muốn nâng cấp lên chỉ cần lắp thêm một thanh nữa mà thôi. Thì theo mình, anh em khi mua máy này về bắt buộc anh em phải nâng cấp RAM lên giúp mình. Tại vì sao? Intel Gen 12 và kết hợp với cả Windows 11 nữa, nó sẽ rất là tối ưu cho chúng ta khi mà được sử dụng RAM Dual Channel. Cho nên là lúc này chúng ta sử dụng một thanh single, nó sẽ không được tối ưu hết hiệu năng của em máy này khi mà nó được đi kèm thêm cả card RTX 3060 trên cái chiếc máy này nữa. Đó, 3060 và RDD512 anh em nhá. Thì với i5 Gen 12 này, 3060 này, và một chiếc máy phải nói là cũng khá là ngon nghẻ như thế này, mà trong tầm giá khoảng 37 triệu thì anh em thấy có hợp lý hay không? Có phiên bản i5 chúng ta cũng sẽ có là RAM 8GB một thanh, và chúng ta sẽ chỉ có một cái sự thay đổi về các đồ họa đấy chính là 3060 Ti mà thôi. Thì em nó sẽ có mức giá khoảng hơn 26 triệu đồng một xíu anh em nhé. Đó là về cái thông số cấu hình của hai cái phiên bản hôm nay mình mang lại cho anh em. Thì theo mình, trong tầm giá khoảng 27 triệu cho chúng ta 3060, cho chúng ta i5 và cho chúng ta một hệ thống tản nhiệt nó thực sự là mạnh mẽ như thế này. Thì đó là lý do vì sao mà mình nói rằng là em nó lại rất là nitro. Và cái điểm đặc biệt hơn nữa, nó cũng rất giống với anh em nitro, đấy chính là em nó chỉ lắp một thanh 8GB DDR4 mà thôi. Lúc này chúng ta muốn tối ưu hiệu suất, chúng ta bắt buộc phải nâng thêm RAM. Đó, và khi mà chúng ta nâng thêm RAM rồi thì lúc này nó cũng như kiểu là một con hổ và nó được mọc thêm cánh vậy. Quá ngon, quá mạnh và cũng quá là mát nữa. Để mà chúng ta mang lại một cái hiệu suất tối ưu nhất thì chúng ta sẽ phải thực hiện qua 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ phải update Windows lên phiên bản mới nhất, cập nhật hết các cái driver đang còn thiếu sót ở trên máy. Bước thứ hai thì chính là chúng ta sẽ vào cái phần mềm Control Center 3.0,
Thì với chiếc máy này, phiên bản Gigabyte G5KE phiên bản 2022, chúng ta sẽ có một cái phần mềm Control Center 3.0. Lúc này chúng ta sẽ vào trong cái tùy chỉnh hiệu năng và chúng ta sẽ chuyển sang chế độ là Performance. Đó là bước tiếp theo, bước thứ hai. Rồi mình sẽ bật Performance lên. Tiếp theo bước thứ ba, chúng ta sẽ vào cái phần Fast Speed Setting và chúng ta sẽ đẩy sang Maximum. Và cuối cùng chúng ta cắm sạc vào. Đấy. Thì ngay khi mà mình bật max tốc độ quạt lên, em GPU sẽ cho chúng ta cái tốc độ quạt là 5060 vòng một phút, còn em CPU sẽ cho chúng ta tốc độ 5080 vòng một phút. Đấy. Lúc này thì quạt khá là kêu, tuy nhiên thì nhiệt độ lúc này sẽ rất là mát cho chúng ta. Anh em nhá, kể cả chúng ta sử dụng với những tác vụ nặng tới mấy chăng nữa, muốn bung hết hiệu năng của CPU hay là của GPU chăng nữa thì nó vẫn rất mát mẻ cho chúng ta. Rất ok. Đây là một cái điều mà mình cảm thấy rất là hứng thú trên phiên bản này. Cái đó nó cũng rất là đáng giá đấy chứ nhỉ. Thà là quạt kêu một chút nhưng mà nó cho chúng ta hiệu năng tốt thì nó vẫn tối ưu hơn là quạt yên tĩnh và nó không bung tốt trong tay hiệu năng. Đó là một cái điểm mà mình thấy nó rất là đáng giá trên phiên bản này. Đặc biệt là với cấu hình 3060 trong cái tầm giá khoảng 27 triệu đồng nữa, cộng i5 Gen 12 nữa thì quá hợp lý. Ok. Ngay bây giờ thì không để anh em chờ đợi lâu thêm nữa, mình sẽ đi qua một chút những cái bài test của em máy này về một số các con game nặng để xem hiệu năng của nó tới đâu trên phiên bản 3060 này anh em nhé. Đầu tiên thì với bài test format, anh có thể thấy đây, mình chạy được một ngưỡng nhiệt độ ổn định rồi và bắt đầu cái thanh nhiệt nó chạy ngay, chạy ngang sang thì chúng ta sẽ có một cái mức nhiệt độ nó rất là mát mà thôi. 71 độ C, hơn 71 độ C, sấp xỉ 72 độ. Với cái mức nhiệt độ của với mức điện năng của GPU sẽ là khoảng 115 cho đến 118 W điện anh em nhé. Đấy, rất là cao. GPU 3060 hoạt động max công suất và trong 80 nhiệt độ chỉ là 71 độ C. Rất mát này anh em. Và mức FPS sẽ đạt cho chúng ta là 122 cho tới 123 FPS ở trên setting màn hình Full HD 144Hz anh em nhé. Tiếp theo sang bài test Cyber R23 thì mình sẽ chạy bài test Multicore trước. Rồi. Và ngay khi mình bắt đầu chạy bài test thì em CPU i5 12500H này sẽ ăn lên cho chúng ta là 96 W điện. Rồi, nó sẽ cao nhất là boost lên tới mức 96 W, sau đấy thì giữ đều đều ở mức khoảng 80, hơn 80 W anh em ạ. Đó. Nhiệt độ của CPU lúc này sẽ vào khoảng độ 91 độ C. Đó, anh em thấy 91 độ C và chúng ta cũng chưa gặp throttling trong khoảng nửa đầu của bài test. Điện năng thì vẫn giữ như thế, vào khoảng 86 là thấp nhất cho tới khoảng độ 90 là cao nhất thì điện năng vẫn như thế, nhưng mà nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần anh em nhé. 91, 92 độ nhưng mà có những lúc nó sẽ xuống đến khoảng độ hơn 80 độ mà thôi. Và với cái mức nhiệt độ như này mình thấy là nó đã quá là ổn cho chúng ta rồi. Thì với một cái mức max công suất như thế trên em máy này, có như vậy chúng ta đã test xong bài test Multicore. Bây giờ chúng ta cùng tới với bài Single Core anh em nhé. Và sau khi mình hoàn thành hai bài test Single Core và Multicore, chúng ta sẽ có mức điểm số lần lượt sẽ là 13.462 điểm đa nhân và 1.677 điểm đơn nhân. Một mức điểm số không phải quá ấn tượng, tuy nhiên để mà tối ưu nhất, anh em hãy nâng cấp RAM lên giúp mình nhá. Tiếp theo thì mình sẽ cùng đi test cái Benchmark nhá anh em. Thì đây mình đã bắt đầu chạy bài test CPU Benchmark. Nhiệt độ lúc này thì vẫn rất là mát mà thôi, và CPU vận hành ngon nghẻ mức khoảng độ 26 cho đến 30 W điện. Đây là cái bài test dựa trên những tác vụ hàng ngày chúng ta sử dụng nha anh em. Cho nên là nó sẽ không ăn tối đa cái điện năng của con CPU giống như kiểu là những cái bài stress test ở trên Cinebench. Ok, và như vậy là xong. Sau khi mình kết thúc bài test, chúng ta có mức điểm số như trên màn hình. 1.580 điểm đơn nhân và 7.772 điểm đa nhân, mức điểm số không phải quá là ấn tượng với con CPU này đúng không anh em. Tuy nhiên thì theo mình thấy mức hiệu năng như thế cũng là quá đủ để chúng ta trải nghiệm những tác vụ hàng ngày chúng ta, từ làm văn phòng cho tới chơi game hoặc là có thể làm đồ họa nữa. Với tựa game GTA 5 thì chúng ta có thể thấy ở đây mình đã để mức setting đồ họa 2 và mức FPS rồi, nó sẽ đạt cho chúng ta vào khoảng độ hơn 180 FPS anh em nhé, khá là mượt. Với nhiệt độ của GPU thì sẽ loanh quanh khoảng 60 độ C mà thôi, CPU thì cao một chút vào khoảng 69 cho tới 74 độ C và ở mức vào khoảng hoạt động vào mức hơn 40 W điện anh em nhé. Với CPU, còn GPU thì lúc này căng hơn rất là nhiều, GPU sẽ hoạt động vào mức khoảng hơn 70 W điện, 74 đến 75 W điện. Nói chung là với cái mức nhiệt độ như này thì đã quá là ấn tượng rồi đúng không anh em. Cả CPU cả GPU đều hoạt động ở mức công suất cao với một tựa game nặng như thế này. RAM thì sẽ ăn trong ta vào khoảng 5GB, nhưng mà nhiệt độ thì vẫn rất là mát mà thôi, hơn 70 độ C, FPS vào sấp xỉ 200 và không có mức switch. Một cái mức FPS nó rất ấn tượng trên máy này.
Tiếp theo sang cái tựa game Cyberpunk 2077 nha anh em, một tựa game cũng nặng nề không kém so với cả GTA 5. Thì ở đây mình sẽ có một số cái thông số setting như sau. Mình sẽ để cái mức setting đồ họa lên mức 2 anh em nhá. Và với cái ray tracing thì mình sẽ để ở mức cũng là 2 luôn. DLSS mình sẽ để lên performance. Đấy, để cho chúng ta một cái mức đồ họa cũng như là chiến game nó được mượt mà nhất, tối ưu nhất. Anh có thể để ý mọi chi tiết của game nó làm rất là đẹp, lúc nào đổ bóng các thứ trông nó rất là đẹp. Đó là cái tác dụng của ray tracing ở trên 3060 đây anh em. Rất là mượt đúng không nào. Ok. Và sau khi mà mình setting ở mức đồ họa đó thì chúng ta có thể thấy rằng là em nó cũng cho chúng ta mức nhiệt độ cũng vẫn khá là mát mẻ. CPU thì nó sẽ ăn nhiều hơn, CPU lúc này phải ngốn lên tới khoảng hơn 70W điện và nhiệt độ sẽ giữ ở mức khoảng độ 90, 89 cho tới 90 độ C anh em nhé. Còn GPU thì nhẹ nhàng hơn một chút vào khoảng độ 79 cho tới 80W điện và nhiệt độ giữ ở mức khoảng 73 độ C. FPS đạt trong ta vào khoảng độ hơn 70 cho tới hơn 80 FPS, cũng là mức FPS khá mượt với cái mức setting này anh em nhé. Hơi phí một chút là nó chỉ có 8GB RAM mà thôi và lúc này em nó ăn lên tới là 6GB rồi. Nếu như mà có mức RAM cao hơn thì chắc chắn là hiệu năng của nó cũng sẽ cao hơn, cũng như là cái FPS này sẽ được cải thiện. Và anh em có thể thấy đấy, với một cái bài test chiến game hay là với bài test format M3060 ăn lên tới mắc công suất 115W điện nhưng mà nhiệt độ sẽ chỉ loanh quanh khoảng 72-73 độ C. Quá ổn. 72-73 độ C cho một cái mức điện năng mắc công suất như thế thì mình thấy là quá mát mẻ rồi. Đấy là còn chưa kể chúng ta có mấy khi chúng ta sử dụng phải mắc công suất đâu. Mỗi lúc thì chúng ta dùng vào một tác vụ nặng nhẹ khác nhau. Cho nên là với cái nhiệt độ thế mình thấy là nó rất ổn áp cho chúng ta anh em nhá. Tiếp theo sẽ có một số những cái thông tin bên lề chiếc laptop này nữa, như là về pin. Thì pin, em nói trong ta viên pin là 54Wh, cũng có một cái sự cải tiến về pin trên phiên bản năm nay. Trên một cái thiết kế nó cũng làm mỏng hơn nữa, cho nên mình thấy mọi sự nâng cấp trên chiếc máy này đều là đáng giá anh em ạ. Tuy nhiên sẽ có một số những cái điểm mình cảm thấy vẫn chưa được như mình mong muốn. Ví dụ như là về màn hình thì nó vẫn sẽ chỉ dừng lại là 45% NTSC và sẽ không cho chúng ta một chiếc màn hình có cái độ phủ màu rộng hơn lên tới khoảng 100% sRGB để chúng ta có thể vừa chơi, vừa học, vừa làm việc liên quan đến đồ họa, màu sắc, chuẩn xác các thứ. Thì cái chiếc màn hình này nó gần như nó không đáp ứng được tốt trong ta về cái điều đó anh em nhá. Nhưng mà sẽ có một số những cái điểm nữa, nâng cấp nữa trên chiếc máy này. Ví dụ như là chúng ta sẽ có là Wi-Fi 6E đến từ Intel AX211, phải là một con Intel Wi-Fi cũng khá là cao cấp để mà chúng ta sử dụng ở những tác vụ chiến game nó được mượt mà hơn, băng thông ổn định hơn, hạn chế cái việc tự động ngắt kết nối và hạn chế những cái lỗi. Thì em nó phải nói là khá ok. Đó là những cái cảm nhận về những cái trải nghiệm của mình về chiếc Gigabyte G5KE phiên bản 2022. Thì không biết là anh em cảm nhận thế nào về chiếc laptop này nhỉ? Nếu như anh em thích chiếc laptop này thì hãy click vào đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video này để có thể dẫn thẳng đến trong web Laptop World anh em nhé. Còn anh em có thắc mắc gì nữa hay không thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới bình luận của video này. Mình sẽ làm thêm nội dung những video khác về chiếc laptop này cho anh em. Và đừng quên ủng hộ cho Laptop World một like, một sub cũng như hãy nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.